Trong thời đại mà không phận là vùng xám giữa hòa bình và chiến tranh, ưu thế trên không không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để sống sót. Nhưng giữa những chiến đấu cơ giá hàng trăm triệu USD, đòi hỏi mạng lưới hậu cần phức tạp như F-35 hay Eurofighter, một câu hỏi sống còn được đặt ra. Làm thế nào để sở hữu một chiến đấu cơ mạnh mẽ, linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu, mà không phải đánh đổi cả nền kinh tế quốc gia? Câu trả lời, ít ai ngờ đến, lại đến từ nước Nga. Mặc cho cấm vận, khủng hoảng tài chính và áp lực chính trị toàn cầu, ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga vẫn kiên cường tạo ra những chiến cơ bền bỉ, hiệu quả và đặc biệt hấp dẫn với thế giới ngoài NATO. Từ Đông Nam Á, Trung Đông đến châu Phi và Nam Mỹ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình bóng quen thuộc của những Su-30 hùng hậu, MiG-29 cơ động hay những Su-35 với khả năng áp đảo trên không. Có những chiếc đã bay suốt 30 năm, có những chiếc còn chưa kịp sản xuất đại trà đã được đặt hàng. Nhưng vì sao các quốc gia lại đổ xô tìm đến chiến cơ Nga? Là vì giá rẻ, hay vì công nghệ, hay chính vì tự do chiến lược mà phương Tây không thể trao? Trong video hôm nay, MilTech Flix sẽ dẫn bạn đi qua 5 chiến cơ Nga được các quốc gia săn đón nhất và phân tích vì sao chúng đang âm thầm tái định hình cán cân không quân toàn cầu. Khi Liên Xô sụp đổ, ngành công nghiệp quân sự Nga lâm vào khủng hoảng, nhưng Su-30 lại trở thành cứu tinh cho cả nền công nghiệp hàng không nước này. Với khả năng cất cánh từ đường băng dã chiến, phối hợp dẫn đường, tấn công mặt đất và chiếm ưu thế trên không, Su-30 không chỉ là máy bay, mà là một hệ sinh thái chiến thuật. Nếu phải chọn một chiến cơ đại diện cho chiến lược xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Nga sau chiến tranh lạnh, cái tên Su-30 là không thể thay thế. Bắt nguồn từ nền tảng Su-27 huyền thoại, Su-30 được tái thiết kế với khả năng đa nhiệm toàn diện trở thành một trong những chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi mạnh nhất thế giới. Điểm mạnh đầu tiên, tính linh hoạt. Khách hàng có thể tùy chọn radar, buồng lái số hóa, động cơ, thậm chí tích hợp vũ khí phương Tây nếu muốn. Chính vì thế, chúng ta có cả một gia đình Su-30 với cấu hình riêng biệt. Su-30MKI của Ấn Độ tích hợp radar Pháp, hệ thống điện tử Israel, động cơ Nga. Su-30MKM của Malaysia lại mang cảm biến khác, phục vụ cho môi trường biển và rừng nhiệt đới. Su-30MK2 tại Việt Nam đơn giản hơn, nhưng vẫn đảm nhiệm tốt vai trò tiêm kích và tấn công hải quân. Thứ hai, giá trị chiến lược. Một chiếc Su-30 có chi phí chỉ bằng 1/3 so với F-15X, nhưng mang được đến 8 tấn vũ khí, bay 3.000 km mà không cần tiếp dầu, và có thể mang tên lửa diệt hạm, chống radar hoặc không đối không tầm xa. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm kiếm sự tự chủ chiến lược, Su-30 là sự lựa chọn lý tưởng, không bị ràng buộc bởi chính trị phương Tây, nhưng vẫn đủ khả năng răn đe khu vực. Và cuối cùng, số lượng nói lên tất cả. Tính đến năm 2024, đã có hơn 630 chiếc Su-30 được sản xuất trải rộng khắp Ấn Độ, Venezuela, Việt Nam, Algeria, Armenia, Belarus, Indonesia, Malaysia và cả Myanmar. Không có chiến cơ hiện đại nào khác, kể cả từ Mỹ, được xuất khẩu tới nhiều khách hàng như vậy trong vòng 2 thập kỷ qua. Với thiết kế linh hoạt, chi phí hợp lý và nền tảng kỹ thuật vững chắc, Su-30 không đơn thuần là một chiến đấu cơ, nó là lá cờ đầu cho chiến lược vũ khí hóa ngoại giao của Nga. Và cho đến nay, chưa có chiến cơ nào của Mỹ hay Trung Quốc làm được điều tương tự. Nếu Su-30 là biểu tượng xuất khẩu, thì Su-35 chính là món đòn áp sát của Nga trong cuộc chơi công nghệ không chiến thế kỷ 21. Không tàng hình, không AI, nhưng Su-35 vẫn khiến phương Tây phải dè chừng, vì đây là chiếc tiêm kích thế hệ 4 nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Được phát triển từ khung thân Su-27, Su-35 sở hữu động cơ vector 3 chiều An-41S1S, cho phép nó thực hiện những thao tác cơ động không tưởng mà ngay cả F-22 cũng khó lòng sao chép. Tốc độ tối đa Mach 2.25, tầm bay không tiếp liệu hơn 3.500 km. Mang theo tối đa 8 tấn vũ khí, từ tên lửa R-77 tầm trung, R-37M tầm xa, tất cả được điều phối bởi hệ thống radar Ibis Air, có khả năng theo dõi đồng thời 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu cùng lúc, với tầm phát hiện máy bay tàng hình lên đến 90 km. Nhưng điều khiến Su-35 được các nước ngoài NATO thèm muốn lại không chỉ là công nghệ, mà là khả năng răn đe toàn diện. Trung Quốc là khách hàng lớn đầu tiên, mua 24 chiếc Su-35, không chỉ để bay, mà còn để học, để phân tích, để tích hợp công nghệ vào J-11 và J-16. Ai Cập, dưới áp lực địa chính trị ở Sinai và Libya, đã đặt hàng 30 chiếc Su-35, dù vướng phải cảnh báo trừng phạt từ Mỹ. Indonesia từng tiến rất gần tới hợp đồng mua 11 chiếc Su-35 nhưng phải hủy bỏ vì lo ngại CAATSA, đạo luật trừng phạt của Mỹ. Trong chiến trường Syria, Su-35 đã hộ tống Su-34 tấn công mục tiêu, khóa radar F-22 của Mỹ và thực hiện bay áp sát không chiến ở cự ly dưới 5 km. Đó không phải là biểu diễn, đó là răn đe chiến thuật thời hiện đại. Với giá khoảng 85 triệu USD một chiếc, thấp hơn F-15X nhưng sở hữu tính năng tương đương, Su-35 không phải là vũ khí cho tất cả mọi quốc gia, mà là vũ khí cho những ai sẵn sàng chấp nhận cái giá địa chính trị. Với khả năng vượt trội trong không chiến và đòn tấn công tầm xa, Su-35 là lời tuyên bố lạnh lùng của Nga với thế giới. Bạn không cần tàng hình để trở thành tử thần trên bầu trời. Khi nhắc đến các dòng máy bay được ưa chuộng toàn cầu, không thể không kể đến MiG-29, chiến đấu cơ phổ thông đúng nghĩa của Nga. Được thiết kế từ thời Liên Xô như đối trọng với F-16, MiG-29 không sở hữu độ tinh vi như Su-35, cũng không mang tính biểu tượng như Su-30. Nhưng nó có một thứ mà các dòng tiêm kích khác không có. Sự đơn giản, bền bỉ và dễ vận hành, đặc biệt phù hợp với các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế. Hơn 30 quốc gia đã và đang sử dụng MiG-29 từ Ba Lan, Serbia, Ấn Độ đến các nước châu Phi như Eritrea, Sudan và Nigeria. Với trọng lượng nhẹ, tốc độ lên tới Mach 2.25, MiG-29 có thể cất cánh từ đường băng dã chiến, bảo trì trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn. Động cơ đuôi RD-33 có thể bị chỉ trích vì để lại vệt khói lớn, nhưng trong chiến tranh cường độ thấp, nó đơn giản là đủ dùng. Về vũ khí, MiG-29 mang được tên lửa tầm ngắn R-73, một trong những tên lửa đầu tiên có khả năng khóa mục tiêu bằng nhìn theo vũ bay. Kết hợp với độ cơ động cực cao, MiG-29 được mệnh danh là quái thú không chiến tầm gần, khiến cả NATO từng dè chừng trong thời kỳ đầu thập niên 90. Dù vậy, điểm hấp dẫn nhất của MiG-29 lại nằm ở giá thành. Một chiếc MiG-29 SMT nâng cấp có giá chỉ khoảng 20 đến 25 triệu USD, rẻ hơn gấp 4 lần so với một F-16 Block 70. Và với các gói hiện đại hóa, Nga thậm chí còn cung cấp phiên bản có khả năng tấn công mặt đất chính xác, radar zoom và màn hình buồng lái số hóa. Dù không hào nhoáng như các chiến đấu cơ thế hệ mới, MiG-29 vẫn giữ vững chỗ đứng như một chiến binh hiệu quả, nơi kinh phí eo hẹp gặp nhu cầu thực chiến khẩn cấp. Và đó là lý do vì sao MiG-29 vẫn còn tung cánh tại hơn 15 quốc gia tính đến năm 2025, hơn 40 năm kể từ khi ra mắt lần đầu. Giữa một bầu trời đầy tiêm kích siêu thanh, Su-34 nổi bật như một sinh vật dị biệt. Với buồng lái đôi, mũi cánh cụt và hình dáng như lai giữa Su-27 và Tu-22M, Su-34 là một oanh tạc cơ chiến thuật hóa trang thành tiêm kích. Và điều quan trọng hơn, nó mang theo khả năng đánh sâu, đánh xa và đánh chính xác, với chi phí rẻ hơn một chiếc B1B hàng chục lần. Su-34 được phát triển để thay thế các dòng cường kích như Su-24 và MiG-27, nhưng nó lại thừa hưởng nền tảng khí động học và động cơ mạnh mẽ từ Su-27. Tốc độ bay Mach 1.8, bán kính chiến đấu hơn 1.100 km, có thể tiếp nhiên liệu trên không. Và với 12 điểm treo vũ khí, Su-34 có thể mang tới 8 tấn bom, tên lửa không đối đất, chống radar và tên lửa hành trình cho phép tấn công từ ngoài tầm phòng không đối phương. Nhưng Su-34 không chỉ là một cỗ máy ném bom, nó có khả năng không chiến tự vệ, với radar B004 có thể phát hiện tiêm kích ở cự ly trên 100 km và trang bị tên lửa R-77, R-73. Đặc biệt, buồng lái đôi cho phép phi công và hoa tiêu, sĩ quan vũ khí, hoạt động song song như các đội ném bom chiến lược, giúp Su-34 thực hiện tác chiến đường dài và đa mục tiêu. Trong chiến tranh Syria, Su-34 đóng vai trò chủ lực trong các đợt không kích có độ chính xác cao, nhắm vào vị trí chỉ huy IS, kho vũ khí và tuyến tiếp vận. Còn tại Ukraine, Su-34 được giao nhiệm vụ đánh phá các cơ sở quân sự sâu trong hậu phương, dù cũng chịu nhiều tổn thất do phòng không vác vai và HIMARS. Su-34 là lời đáp trả chiến lược của Nga trước xu thế đa nhiệm hóa tiêm kích phương Tây. Nó không tàng hình, không cơ động như Su-35, nhưng lại mang sức mạnh phá hủy có chọn lọc, khả năng sống sót cao và tính linh hoạt chiến trường, những thứ mà các quốc gia đối mặt với xung đột phi đối xứng đang ngày càng quan tâm. Và nếu một ngày nào đó, Iran hay Algeria mua Su-34, đó sẽ không chỉ là một thương vụ vũ khí, mà là dấu hiệu của một học thuyết không kích đang thay đổi. Khi nhắc đến tiêm kích thế hệ 5, phương Tây có F-22 và F-35, Trung Quốc có J-20 và J-31, và nước Nga chỉ có một cái tên, Su-57 Felon. Phát triển từ cuối thập niên 2000, Su-57 là dự án đầy tham vọng của tập đoàn Sukhoi để đưa Nga trở lại đường đua công nghệ không quân. Thiết kế cánh mũi liền thân, vật liệu composite, radar chủ động N036 Bizenka, động cơ thrust vectoring An-41F1, tất cả tạo nên một nền tảng chiến đấu có khả năng ẩn mình, tung đòn và rút lui trước khi đối phương kịp phản ứng. Với tốc độ tối đa Mach 2, khả năng siêu cơ động cực cao và hệ thống cảm biến 360 độ, Su-57 không chỉ được thiết kế để né tránh radar mà còn để chiếm ưu thế trong không chiến ngoài tầm nhìn, điều mà rất ít tiêm kích hiện nay có thể làm chủ. Tuy nhiên, không giống như F-35, vốn được sản xuất hàng ngàn chiếc và trang bị cho hơn 15 quốc gia, Su-57 vẫn còn là một câu chuyện đang viết dở. Đến năm 2025, chỉ khoảng 20 chiếc Su-57 được bàn giao cho lực lượng không quân Nga. Một phần vì giá thành cao, một phần vì hạn chế sản xuất động cơ thế hệ mới Ilyushin-30. Nhưng cũng vì Nga đang thận trọng giữ át chủ bài này cho mình, chưa muốn phổ biến ra thị trường quốc tế, ít nhất là cho đến khi nó thực sự hoàn thiện. Dẫu vậy, Ấn Độ, UAE, thậm chí cả Algeria và Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến Su-57 hoặc biến thể xuất khẩu Su-57E. Và nếu một ngày nào đó Felon xuất hiện trên bầu trời châu Á hoặc Trung Đông, đó sẽ là sự thay đổi chiến lược lớn về cán cân tàng hình toàn cầu. Su-57 là biểu tượng của một nước Nga đang trỗi dậy với chiến lược không quân riêng biệt, không chạy đua về số lượng, mà đi sâu vào tính đa nhiệm, tàng hình linh hoạt và khả năng không chiến truyền thống. Và nếu thế giới bước vào một kỷ nguyên xung đột thế hệ 5, Su-57 chắc chắn sẽ là cái tên khiến mọi trung tâm chỉ huy NATO phải theo dõi sát từng động thái. Từ những chiến binh phổ thông như MiG-29 cho tới những cỗ máy siêu cơ động như Su-35 và oanh tạc cơ chiến thuật Su-34, nước Nga đã xây dựng nên một hệ sinh thái tiêm kích mang tính chiến lược được săn đón bởi hơn 40 quốc gia. Nhưng cũng giống như vũ khí, máy bay chiến đấu không chỉ là công cụ quân sự mà còn là ngôn ngữ địa chính trị. Một quốc gia chọn Su-30 thay vì F-16, chọn Su-57 thay vì J-20, không chỉ đang mua máy bay mà còn chọn phe, chọn cách nhìn vào trật tự thế giới. Và đó chính là thứ khiến không quân Nga, dù gặp khó khăn kinh tế, vẫn có tiếng nói trên bầu trời toàn cầu. Đây là MilTech Flix, và nếu bạn muốn thấy bầu trời dưới góc nhìn chiến lược, hãy đăng ký, chia sẻ và bật chuông thông báo. Còn rất nhiều câu chuyện nữa đang chờ được kể. Bạn đang xem MilTech Flix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.